Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn bài 6 phần kỹ năng cơ bản MS Word. Thứ nhất là các bạn sẽ xem ở đây chúng ta đặt hai cái tab giữa. Và ở đây là canh giữa trang giấy và một cái tab mà có dấu chấm nhảy theo. Bây giờ để làm thì các bạn sẽ tạo mới một cái tập tin. Khi đầu mới tập tin thì các bạn quan tâm là về canh điều, cách dòng, điều chỉnh khổ giấy, lề giấy và lưu. Thì những cái yếu tố đó các bạn nên làm trước khi các bạn nhập dữ liệu vào. Cái size chữ thì phông thì theo New Roman size thì tùy, các bạn có chọn 12, 13. Ở đây chúng ta sẽ cài đặt hai cái thẻ tab giữa list và hai vị trí. Sau đó các bạn nhấn phím tab ra đánh. Rồi nhấn phím tab vào, các bạn chỉnh cho chữ đậm. Nhấn phím tab. Hai cái đường gạch ở dưới thì các bạn vô insert, các bạn chọn save, các bạn vẽ ra. Tiếp theo, các bạn không dùng tab nữa thì cứ cái thẻ này nè, nắm vẽ vô. Và ở đây chúng ta thấy cái phần bảo lưu kết quả chỉ là canh giữa của trang giấy, các bạn chỉnh. Và cái trả về vị trí ban đầu canh điều, các bạn đặt một cái tab hay các bạn có thể kéo cái thanh trượt này cũng vào cũng được, tùy mỗi người, đó là không bắt buộc. Các bạn có thể xuống một dòng cho nó đẹp. Rồi tiếp theo các bạn có thể điều chỉnh cái bullet. Các bạn có thể kéo cái này cho nó sâu vào tới đâu tùy mình nè. Và kéo cái thẻ tab này tương ứng. Tương tự như vậy. Các bạn không dùng nữa thì nhấn phím xóa bên trái để đẩy dữ liệu về trạng thái ban đầu. Các bạn nhập tiếp. Rồi chúng ta cài đặt một cái tab phải ngay vị trí cuối của trang giấy. Các bạn cứ nhấp một vị trí rồi kéo. Nhấp đôi vào. Chọn kiểu chấm. Ở đây chưa cái ta cái thẻ cái vị trí tab ở đây không dùng thì nắm kéo xuống đó các bạn. Ở đây chúng ta thấy xuất hiện một cái giữa thì các bạn cứ đảo chọn cái thẻ tab đặt ở giữa cái trang giấy. Và chúng ta điều chỉnh dấu chấm. Tương tự như vậy.
Rồi. Cái chỗ này mình thấy nè, em xin được bảo lưu từ á. Rồi, nhấn phím tab, mình thấy nó không đều đây mà nó sẽ khoảng một khoảng này, các bạn cứ nắm cái thanh trượt nữa bạn kéo tới đâu tùy mình ha. Nó cứ kéo bao nhiêu các bạn kéo tới đâu các bạn dừng lại, đừng kéo xuống nó xóa nha các bạn. Đến. Rồi, còn cái dòng chữ thường thì các bạn cứ đánh từ cái em cam kết về hết thì các bạn cứ đánh. Ở đây mình xin hướng dẫn các bạn không dùng này nữa, mình xóa. Bây giờ mình đặt hai cái tab giữa ở cuối. Bây giờ cái dòng đầu tiên mà bên trái thì không có chữ thì mình cứ nhấn phím tab cho nhảy qua, bỏ cái chữ bên lức, các bạn cứ đánh ngày tháng mấy cái chỗ mà có hai ba cái chấm các bạn cứ chấm tay, mà khi nào mà nhiều thì các mình đánh. Ví dụ này là ngày hôm nay đánh trực tiếp luôn đi, ngày 19 tháng, dấu chấm chấm là để mình điền hay mình nhắm trực tiếp vào. Tiếp theo nhấn phím tab bỏ luôn qua chỗ này, đánh chữ lỗi sửa lại. Rồi, người làm đơn ở đây mới có là ý kiến của ban chủ nhiệm khoa. Và cái cuối cùng là ý kiến của phòng đào tạo. Đó. Sau đó chúng ta zoom lại, chúng ta thấy nó hài lòng chưa, cái gì thì các bạn sẽ điều chỉnh. Như vậy là mình hướng dẫn xong các bạn cái bài 6. Xin chào và hẹn gặp lại.